Sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch cúm corona, chính quyền tỉnh Bình Dương bắt đầu cho học sinh trung học phổ thông, tức từ các lớp 10, 11 và 12 đi học từ ngày 2 tháng 3. Các lớp còn lại đi học từ ngày 16 tháng 3. Em Đỗ Hoàng Phong chia sẻ cảm nghĩ khi trở lại trường. Bình thường tại có bên nhà trường có quản lý vụ phòng chống dịch. Có cho rửa tay với kiểm tra việc công việc trước khi vô. Nên bảo vệ mình cũng bảo vệ cho người khác. Cũng giữ vệ sinh chung với lại đeo khẩu trang nên khó lây lan. Những ngày đầu trường học mở cửa, phụ huynh tên Ba nói rằng ông rất là lo. Cái đó là làm cho các phụ huynh cũng hơi hoang mang tí. À, ngày đầu tiên là phụ huynh rất là lo. Tại vì ảnh hưởng là thành phố Hồ Chí Minh ta cho nghỉ mà. Em Nguyễn Anh Tài chia sẻ cảm giác vào lớp học vẫn phải đeo khẩu trang. Không sợ lại, nhưng mà chủ yếu là đi thấy ai cũng đeo khẩu trang. Mà nhìn kiểu cái lớp ai cũng đeo khẩu trang kiểu cứ cảm giác sao á, cứ lạ lạ cái gì á. Theo thông báo của chính quyền tỉnh Bình Dương thì có gần 32.000 học sinh trung học đồng loạt đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch corona. Học sinh tự trang bị khẩu trang, trường có nhân viên đo thân nhiệt và cung cấp dịch sát khuẩn để phục vụ học sinh. Em Tài chia sẻ. Mới ngày đầu thì quay lại nó cũng kiểu còn chập chững, kiểu như là nó kiểu như kiểu mới mình mới bắt đầu đi học lại á, nó còn nhiều cái bất cập á, cho nên là các kiểu thời gian này nó vẫn còn sộc sạch này nọ, cho nên là cảm giác nó hơi khó chịu một chút so với ngày nghỉ. Em Tài nói rằng có lẽ do mất quá nhiều tiết học nên giờ phải học bù. Học như lúc trước bình thường nhưng mà chạy chương trình hơi nhanh, cho nên là cảm giác hơi khó hiểu một chút thôi. Còn lại là vẫn bình thường như trước. Học sinh thì bình thường, còn phụ huynh thì vẫn lo lắng, ông Ba nói. Tất cả phụ huynh hình như là lo lắng giống như tôi vậy đó. Nhưng mà bởi vì lệnh của nhà trường cho đi học giờ, không lẽ mình cho con mình nghỉ. Thành ra phải đi, nhưng mà đi mà các phụ huynh vô cùng lo lắng trong những cái ngày đầu, nói chung tới nay là ổn rồi. Không vậy cái này là được của nhà nước, mà nhà nước cho đi học là yên tâm rồi chứ sao. Phụ huynh tự an ủi trước chuyện phải để con em mình trở lại trường học, vì đọc trên báo chí, nghe trên đài thì thời gian ủ bệnh của con virus này lên tới 14 ngày và có địa phương như Sài Gòn vẫn tiếp tục đóng cửa trường học trước dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia.